Đời người đến hay đi đều bởi duyên nợ, vậy nên hãy cứ vạn sự tùy duyên mà sống. Vạn vật trên đời vốn dĩ đến và đi bởi một chữ duyên đã định. Người gặp người là bởi duyên đủ nợ đầy, và khi xa nhau cũng là lúc nợ kia đã trả, duyên này đã phai. Vậy nên sống vui tươi hay lệ sầu khóe mắt, sống thanh nhàn hay sớm tối bon chen, tất cả đều dựa vào sự lựa chọn con đường của mỗi người. Cuộc đời được làm người là điều đơn giản nhất, nhưng nó cũng là điều hạnh phúc nhất. Vậy nên khi đối đãi với người với việc, chỉ cần tận lực là được, vạn sự tùy duyên. Bởi người không thích mình làm gì cũng chỉ là vô nghĩa. Thứ không phải là của mình, cưỡng cầu cũng chẳng ích chi. Điều rời xa mình, suy ra cũng đều như gió thoảng. Điều mà ở lại với mình mới trọn nghĩa nhân sinh. Người muốn tìm mình, chân trời góc bể chẳng quãng đường xa. Người muốn đợi mình, trăm năm cũng không màng sớm tối. Đời người có bệnh không đáng sợ, chỉ sợ rằng bệnh rồi không khỏi. Đời người thua không đáng sợ, sợ thua rồi vẫn cứ hồ đồ. Đời người sai không đáng sợ, sợ sai rồi lại sai nữa. Đời người không sợ cô đơn một lúc, chỉ sợ rằng một kiếp cô đơn. Và yêu một người không đáng sợ, chỉ sợ rằng yêu không đúng người. Chia tay không đáng sợ, sợ xa rồi mà chẳng thể quên. Người với người bên nhau là bởi chữ duyên, chữ tình. Đừng nên tự đặt vị trí của mình trong lòng người khác. Nỗ lực trân quý tâm không hổ thẹn, vạn sự tùy duyên, an theo vận mệnh, ắt đời an lạc. Những điều phái nữ nên biết. Điều thứ hai, không nên phá thai. Tôi đã chứng kiến gặp qua nhiều cô gái phá thai dẫn đến phát sinh bệnh phụ khoa rất nhiều. Đa số các cô tuổi từ 25 đến 35. Vào thập niên 1970 đến năm 1980 là thời điểm tệ trạng phá thai này phát ồ ạt tập thể. Khi các cô đến chỗ tôi khám bệnh phụ khoa thì hết 80% đều có bề dày lịch sử phá thai. Hơn nữa, những bệnh phụ khoa liên can đến phá thai phải nói là vô cùng khó trị. Hiện nay y học cũng cho rằng hễ nữ nhân phá thai một lần thì sẽ hạ thấp 25% khả năng sinh dưỡng. Suy ra nếu phá thai 4 lần thì năng lực này hạ thấp đến tận cùng. Cho nên quý vị hãy quan sát, thử nhìn chung quanh xem. Hiện nay đa số các cô gái mang thai thường bị các chứng sảy thai, đẻ non, thai chết trong bụng. Phải biết nguyên nhân là do đâu. Thực ra do bản thân các cô trước đây đã sống quá vô trách nhiệm, không biết trân quý mạng sống và sức khỏe của mình. Do đó đã có tiền sử phá thai, nên về sau các cô rất dễ mắc các bệnh, mất khả năng sinh dưỡng như tôi vừa liệt kê ra. Phải gọi là bệnh vì tuy các cô có thể mang thai nhưng rất khó sinh, khó dưỡng, là do phá thai dẫn đến tổn thương sức khỏe, chịu lấy hậu quả này. Và điều thứ ba mà phái nữ nên biết, đó chính là không nên ăn mặc hở hang. Vì sao như vậy?